Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 những ngày cận kề, cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chiều ngày 19 tháng 5, đồng chí Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn, cùng với đồng chí Đinh Chính Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện và lãnh đạo các phòng ban chức năng của huyện đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và điểm nóng về dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Aura Việt Nam đóng trên địa bàn xã Thiên Hương, bà Trần, tổng giám đốc công ty đã tiếp đoàn và trình bày tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 của công ty với hơn 6.300 cán bộ, chuyên gia và công nhân. Trong đó có 60 chuyên gia nước ngoài và trên 500 công nhân là người ngoại tỉnh ở 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Công ty Aura Việt Nam đã chú trọng công tác quản lý con người chặt chẽ, có hệ thống và áp dụng khắt khe quy trình kiểm soát dịch bệnh tại công ty. 100% công nhân đến làm việc được rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt, được tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch qua các hệ thống truyền thanh nội bộ, các phân xưởng được phun thuốc khử khuẩn vào thứ Bảy hàng tuần. Việc xuất nhập vật tư hàng hóa đều qua kiểm soát dịch bệnh, những công ty đối tác không đủ tiêu chuẩn phòng dịch đều bị công ty từ chối hợp tác. Đánh giá cao công tác chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Phạm Văn Lập, Bí thư Huyện ủy yêu cầu công ty cần có phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống, đảm bảo quy định và duy trì sản xuất ổn định, đặc biệt lưu ý quản lý các đối tượng là chuyên gia và công nhân ngoại tỉnh đi lại, yêu cầu các đối tượng không rời khỏi công ty và các phòng trọ để đảm bảo an toàn. Tại khu cách ly trường hợp bệnh nhân DTTM về chơi nhà em Thuận ở xã Cao Nhân, đồng chí Phạm Văn Lập chỉ đạo địa phương và tổ phòng chống dịch thực hiện theo đúng quy trình phòng chống dịch, tùy theo mức độ dịch bệnh mà áp dụng biện pháp cách ly phù hợp, động viên các hộ dân phải bình tĩnh, quyết tâm dập tắt ổ dịch không để phát sinh. Đoàn cũng đã đến và kiểm tra việc chấp hành tạm ngừng hoạt động của đò An Sơn đi sang Kinh Môn, Hải Dương.